Cảm ơn Tiềm Thức đã thu hút cho tôi một gia đình hạnh phúc, ấm êm mà bấy lâu nay tôi không hề nhận ra. Cảm ơn Tiềm Thức đã thu hút cho tôi một người bố vĩ đại, một người mẹ nhân từ. Vậy mà bấy lâu nay tôi luôn phủ định những điều đó. Tôi luôn giận hờn với những điều bố mẹ tôi làm cho tôi. Tôi luôn oán trách họ đã không nuôi tôi thật tâm, tận tình. Nhưng tôi đâu có biết nỗi khổ đằng sau của bố mẹ tôi là những nỗi vất vả, những tủi hờn và những đắng cay mà bố mẹ tôi phải chịu trong suốt ngày tháng phải nuôi dạy tôi. Để rồi tôi phải trả giá với những thứ mà tôi đã phô ơn. Tiềm Thức đã cảnh báo tôi bằng những lời đe dọa từ bố mẹ, những lời quát mắng từ bố mẹ, để tôi có thể nhận ra được những lỗi lầm của tôi, để tôi có thể hiểu được những nỗi vất vả từ bố mẹ. Cảm ơn Tiềm Thức đã luôn nhắc nhở tôi, để ngày hôm nay tôi nhận ra rằng những sai lầm của tôi trong quá khứ và hiện tại đã luôn làm tổn thương bố mẹ tôi, đã luôn làm bố mẹ tôi thất vọng. Tôi biết rằng họ luôn yêu mến tôi và luôn muốn cho tôi những thứ tốt đẹp nhất. Vậy mà tôi lại đối xử với bố mẹ tôi như vậy. Tôi thật có lỗi với bố mẹ tôi và tôi thật có lỗi với Tiềm Thức. Tiềm Thức luôn ở bên cạnh tôi, nhắc nhở tôi, luôn phản ứng lại với những lời quát mắng chỉ với từ bố mẹ. Nhưng Tiềm Thức muốn bảo vệ tôi, đó là muốn bảo vệ tôi. Tuy nhiên đó chỉ là những lời cảnh tỉnh từ bố mẹ tôi, để giúp tôi được thảo hơn với bố mẹ. Xin Tiềm Thức hãy giúp tôi dịu dàng hơn với bố mẹ. Hãy coi đó là những lời dân dạy từ bố mẹ. Hãy yêu quý bố mẹ hơn, hãy thảo với bố mẹ hơn, nghe lời với bố mẹ hơn. Tôi biết rằng Tiềm Thức luôn muốn che chở tôi, nhưng những hành động quá khứ và cho đến hiện tại bây giờ, đó không phải là điều tôi muốn. Đó chỉ là những phản ứng theo phản xạ, lặp lại hành động của bố mẹ của tôi mà thôi. Bố mẹ tôi rất yêu thương tôi, tuy nhiên những hành động yêu thương đó lại phản ánh sai, lại thực hiện sai cái nội tâm của bố mẹ. Nên Tiềm Thức bảo vệ tôi và phản ứng lại với những điều mà bố mẹ tôi thể hiện sai đó, để làm phản ứng ngược. Cả họ và tôi đều buồn. Nếu cứ như vậy, tôi và Tiềm Thức sẽ không có một cuộc sống hạnh phúc nữa, luôn chìm đắm vào những thứ này. Tôi biết ơn bố mẹ tôi luôn hòa thuận, hạnh phúc trong suốt thời gian qua. Tôi biết ngoài kia có những người mất cha, mất mẹ, hoặc mất cả cha lẫn mẹ. Tôi, Tiềm Thức đã thu hút cho tôi một gia đình hạnh phúc, có cả cha lẫn mẹ, bố mẹ sống hòa thuận. Ngoài kia luôn có những gia đình bố mẹ chơi cờ bạc, gái gú, phá nát gia đình. Nhưng mà Tiềm Thức đã thu hút tôi một cuộc sống thật là hạnh phúc. Bấy lâu nay tôi không hề nhận ra, tôi luôn ao ước một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tôi luôn nhìn những gia đình khác hạnh phúc, để rồi tôi về so sánh với gia đình mình và tự oán trách bản thân. Tại sao mình sinh ra trong gia đình khổ như thế mà lại không biết ơn những thứ Tiềm Thức đã giúp cho tôi. Vậy nên tôi đã mất đi những thứ đáng quý trong cuộc đời. Mất đi sự yêu thương từ bố mẹ, mất đi sự hạnh phúc từ trong gia đình mình, mất đi sự đoàn kết trong gia đình. Ngoài kia luôn có những gia đình bố mẹ nợ nần chồng chất, nghiện rượu, cờ bạc mà con cái phải gánh lưng gồng lưng ra trả nợ. Còn tôi sáng thức dậy chả phải lo nghĩ gì, có cơm bưng, nước rót, vậy mà tôi không biết ơn những điều đó. Tôi luôn oán trách bố mẹ tôi, tôi luôn suy nghĩ tiêu cực tới bố mẹ tôi. Tôi luôn oán trách cuộc đời này, tôi luôn oán trách thân thể này, tôi luôn oán trách những trải nghiệm cay đắng trong quá khứ này. Tôi luôn hỏi tại sao tôi lại phải chịu những hành
chịu những hoàn cảnh này mà tôi không biết ơn điều đó, bởi vì ngoài kia luôn có rất nhiều gia đình không được như gia đình tôi. Có những người con mới sinh ra đã không cha có mẹ, phải bươn trải nuôi em, nuôi chị em học. Còn tôi sinh ra luôn được đùm bọc bởi những sự yêu thương từ mọi người, nhưng tôi không hề nhận ra những điều đó. Nay tôi cảm ơn tiềm thức đã thu hút những điều tốt đẹp vào đời mình thôi. Tôi hứa sẽ yêu thương tiềm thức nhiều hơn, nói chuyện với bạn nhiều hơn. Và tôi xin tiềm thức hãy giúp cho tôi hòa giải những mối quan hệ này. Tôi biết họ luôn yêu thương tôi, nhưng họ đang thể hiện sai cách. Tôi xin tiềm thức hãy chỉ cho họ những cách đúng đắn để yêu thương tôi. Và tôi cũng tìm ra những cách để đáp lại những tình yêu thương đó. Tôi cảm ơn tiềm thức rất nhiều.